Jason này, Tết thì sắp đến rồi, không biết là anh có kế hoạch gì để dọn dẹp nhà cửa cho anh? Thì mỗi năm nào cũng thế, gia đình anh dành ra mấy ngày để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. Và đây là một công việc anh cảm thấy ngán ngẩm nhất vì nó rất là mất thời gian và công sức của tất cả thành viên trong gia đình. Còn đối với gia đình em thì em lại luôn có một bí quyết riêng để giúp cho công việc dọn dẹp nhà cửa trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, và lại vừa tiết kiệm thời gian này, lại giúp cho nhà cửa thì trở nên sạch sẽ hơn. Anh có biết vì sao không? Ôi thế à, Ngọc Huyền có thể bật mí cho anh ngay sau đây được không? Đó là khi mà dọn dẹp nhà cửa thì gia đình em luôn sử dụng đến bộ 3 sản phẩm. Đó chính là nước xịt rửa kính Vis, nước lau sàn Clyde và nước tẩy rửa Toilet Ship. Còn đối với việc rửa tay, rửa bát thì gia đình em lại có sử dụng sản phẩm. Đó chính là nước rửa bát Clear và nước rửa tay Clear để đảm bảo vệ sinh và an toàn. Từ lâu đã được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, đặc biệt trong những dịp Tết đến xuân về. Đây là các dòng sản phẩm Home Care của công ty trách nhiệm hữu hạn ATB. Sản phẩm giúp đánh bay các vết bẩn trên cửa kính, sàn nhà, buồng tắm, nhà vệ sinh, tạo không gian sáng bóng, sang trọng nhà cửa cùng với hương thơm dịu nhẹ. Sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên, giúp cho người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn vì có các mùi hương hoa và hương quả khác nhau. À, hóa ra bí quyết mà Ngọc Huyền muốn nhắc tới đấy chính là dòng sản phẩm Home Care của công ty trách nhiệm hữu hạn ATP. Đúng rồi anh ạ. Và khi anh sử dụng bộ sản phẩm này thì anh sẽ không lo đến vấn đề là tay bị khô ráp này, và rất an toàn đối với làn da nhạy cảm cũng như là thân thiện với môi trường nữa anh ạ. À, thế thì Tết này anh sẽ phải mua ngay một bộ sản phẩm để dành tặng cho gia đình và bạn bè của mình. Nếu như mà khi sử dụng sản phẩm này thì có thể nói là chúng ta vừa tiết kiệm thời gian mà lại vừa an toàn. Không những thế thì bên cạnh các dòng sản phẩm Home Care thì anh Sơn có thể lựa chọn các dòng nước rửa xe tự động như là K-Sembu UB235, nước rửa kính ô tô nhãn hiệu Visca, giúp rửa nhanh xe, sạch, tiết kiệm được thời gian. Anh Sơn và quý vị khán giả có thể mua các sản phẩm này tại khắp các đại lý phân phối của công ty ATP trên khắp cả nước, hoặc có thể liên hệ theo số hotline 0908 618 689 hoặc 1900 0396 để được nghe tư vấn sản phẩm và có chính sách khuyến mãi, hoặc là website atbchemical.com. Nhân dịp Tết đến xuân về, thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý đối tác khách hàng, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn quý đối tác khách hàng đã tin tưởng hợp tác và sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi trong năm vừa qua. Với mục tiêu sự hài lòng khách hàng, thành công của chúng tôi cam kết đưa tới tất cả quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc những sản phẩm chất lượng nhất, an toàn nhất. Xin chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Mong rằng là quý vị sẽ luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong những số tiếp theo của Mô Gì Tết này để có thể lắng nghe và đón nhận những thông tin vô cùng bổ ích trong dịp Tết đến xuân về. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.